cái giọng đó, con nọng nó lắc lư sụm cho nè, nó không im. Thì đất mà cái loại ta ngày nó dày á. Dạ. Con muốn bàn cái nóc cũng có mà bàn cây cũng có mà cái bất cứ lo gì cũng có. Có tiện đó ha. Dạ đầy đủ hết trơn. Con là đái nguyên si nè chứ con không có sơn. Dạ. Sơn là sự thật. Sơn cho gọi mắt màu cây nói đâu tên nhiều người biết sai này á. Không chịu. Quay thêm đường lên mạng luôn. Đây này thợ mộc gấp da giống. Thank you.
lội. Sao mà không có mời đánh đồ này nọ mời cho nó đẹp. Gì đâu mà con đãi nguyên si à cho nó đánh vô. Ta đánh ve u rồi cho đẹp. Bây giờ nếu con đánh ve u vô á, con lấy cái cây về bạch cần con đánh ve u vô, con nói cây thao lao không nhắn được. Thì biết rồi. Thì biết rồi, con nói gì thì biết rồi, nhưng mà con á, con là người có lương tâm thì con đánh ve u luôn, thì con nói người ta thao lao chứ có gì đâu, chuyện nó bình thường. Không, nhà người ta không chịu. Ừ, đang bán cho lập tờ nó mau bán chút, dễ bán chút. Giờ tao bị lừa nhiều quá. Nếu mà thì nghĩ gì coi vậy con làm rồi, tại nhà người ta không chịu, tao nói mà đánh ve. Thì nói vậy thì cũng đúng. Dạ. Ai suy nghĩ như cô thì cũng chỉ rồi. Dạ, con để nguyên si dễ bán thôi. Thì chịu thiệt tầm bán thì buôn bán thì tầm là được. Hiểu rồi. Dạ. Nên là sơn đánh vô rồi á, có nhiều người người ta nói mình nấu thì sao người ta không tin, không chịu. Nó nói nghe cũng có lý. Ôi trời ơi, ta mua bán ra mỗi ngày. Chứ mình dân mua không dân mình cắt cắt gì. Giá 500 cây thao lao. Thì giờ á, con cháu nó nói gì mình tin thì nó nói dốc nó tội. Dĩ nhiên rồi. Trời, bà Tám bà đi ngang bà cũng mới nói bà, nói, bà mua có 300 kìa. Ừ. Thì cái giỏng có 300 mà nó nói thao lao nó 500 thì mình nghe 500. Bây giờ con nói á, cái giỏng á thì cây thường có 300 à. Cây thường bây giờ 300 nhưng mà bây giờ cây thường 300 mà mua không được. Tại giờ cây mỗi cây lên giá trơn rồi. Ừ. Thì giảm giá lên thang rồi. Đấy. Chứ còn mấy các cái nhà sàn 100 rồi mua 100 rồi. Nói mình nói thao lao là nghe rất là nhiều người ta không tin, tại vì á bị người ta cũng bị